không thất bại, đó là lại là màn vẹt màn đam tên thì nó là quy luật của tự nhiên rồi. Đó là quy luật của tự nhiên rồi. Thì nó vấn đề đầu tiên chắc là chúng ta không cả. Đây tại sao ngày xưa đường Tràng Trinh là cực khiêm mà sầm Tràng Trinh nó để lại ngày 300 năm sau mà cái đảng này vẫn đúng như phân tích chẳng chịu. Không, mình thì chết đủ chuyên môn mà mình chết đủ để gọi là mình sao không đủ ai chả đủ, tức là ý nói bảo là cái sự hiểu biết của mình nông cạn và này kia mình chưa thể thấu hiểu được cái những lời giảng những lời sầm ngôn mà mình hiểu thì mình hiểu được nhưng mình chưa thể thuyết trình được, tức là mình chưa đủ đủ cơ sở phương pháp luận. Để lại cuộc sống bò đại thất thanh nam đàn sinh thành đùn thanh phân giải bò đại thất thanh nam đàn sinh thành đúng người ta nam đàn nó bao nhiêu đây đấy đúng cái năm nó đó. Anh Nguyễn Hoàng phải cầm đầu thủ ông thì về ông ấy bảo là mình cứ chạy vào Nam là nó sẽ tồn tại được.
2 giờ. Tôi xuống đây 2 giờ. Okay. 2 giờ nhé, tôi 2 giờ nhé. Nay ở Cầu Giấy nhưng mà ở chỗ... Không, nói tôi lại chỗ thả 2 giờ thì tụi em cũng có mặt đây. Như thế đó. Chú tiền này. Muốn nhiều tiền thì phải có cái tiền nhỏ đấy. Không, nhỏ hay lớn em nói như cần nhiều tiền thì mình vai vai mượn cái tiền lên đưa hàng lên phố trao. Ngân hàng chào giá. Quá tốt luôn. Đi bằng đam mê mà. Thank you.
dạy được đấy, đứa con trai anh học đấy. À chơi, nó nóng hoạn. Nên mình chỉ đang quay để mình đang tỉa. Cấy lại nên người ta lại cho chậu mang về trong nhà. Nhỏ hoa hồng ra khó. Nhưng mà nhiều lúc hoa gần tàn phải cắt hoa đi, để hoa nó lấy hết dinh dưỡng. Mình nuôi hoa, hoa nó chết rồi xong lại nó lấy hết dinh dưỡng thì còn thực phẩm. Alexander. Đây, cây về đấy. Và cây to nhé. Anh em làm phần cây to này. Đây cây to mới về. Anh
lốc này ra luôn. Hai cây đấy phải trong cùng. Yeah. Hai cây vừa mới bài. Cây to này che hết cây ấy rồi. Cây che hết mấy cây ở trong này. Tí nhìn miếng ngon vui ăn miếng. Quên mất. May của anh Dương bỏ tiếng kìa. Cô có hết bình luôn là hai bình rồi. Phát tài đối. Là có phát là tài đối cứng và mềm.